điện thờ của Persephone, nơi ở của Persephone, vợ của thần Hades và là nữ hoàng tối cao của thế giới dưới lòng đất. Luật lệ của Persephone. Persephone, nữ hoàng của những tấn bi kịch, có quyền hoàn toàn với những thứ đã chết đi. Bà ta luôn trở lại trái đất vào mùa xuân. Những bông hoa trên đồng cỏ là dấu hiệu cho tới mùa thu bà ta sẽ trở về thế giới dưới lòng đất để nhìn thấy những cây cối chết đi, ngăn chặn chúng phát triển. Tiểu sử của Persephone. Khi bà ta còn trẻ, Persephone bị bắt bởi Hades và ông ta đã mang bà ta về thế giới dưới lòng đất để làm phu nhân, mẹ của bà ta. Demeter, thần đất, đã từ chối vì để đất đai có thể nở rộ những trái quả chín mộng thì chỉ có cách khiến con gái bà ta trở về bên bà. Điều đó đã được sự chấp thuận từ Zeus, nhưng bởi vì Persephone đã ăn phải. Hoa quả từ thần từ Hades, đó chính là một quả lựu. Vậy nên bà ta đã bị nguyền rủa mãi mãi phải sống hàng tỷ năm với người chồng của bà ta ở tại dưới thế giới lòng đất, tất cũng là người đã được sinh ra ở trong thời kỳ này.
Calliope, Calliope, con ở đâu? Cờ ra tốt giáo giác nhìn xung quanh, nhưng con gái của anh ta vẫn không thấy đâu cả. Ở giữa căn phòng có một dáng ngồi duyên dáng và kêu sa. Nhận ra rằng người ngồi đó là người mà anh ta đã biết quá rõ, Persephone, vợ của thần Hades và là nữ hoàng của những sắc sông. Để con mụ phù thủy con gái của tao đâu? Chắc lọc câu từ của mình cẩn thận vào bóng ma của sờ pa tan. Ngươi đang đối diện với thần tối cao của thế giới dưới lòng đất đấy. Con gái của ngươi vẫn khỏe. Con bé sống ở nơi dành cho những linh hồn thánh thiện ở cánh đồng Elysium. Hãy dẫn tao tới chỗ con bé. Anh đã quên gì rồi sao, cờ ra tốt? Đỉnh Olympian cần anh, họ đang ngủ quên trong bàn tay của Mopheus cơ mà. Tôi đã phục tùng trung thành đủ cho các thần rồi, cho tới giờ họ vẫn không ban tặng cho tôi thứ mà tôi yêu cầu. Tôi đã phát mệt với những chỉ đạo từ họ rồi. Các vị thần của Olympus cũng làm tôi thất vọng nữa, cờ ra tốt à? Tôi đã bị giúp phản bội và bị lừa bởi người chồng của tôi Hades. Giờ tôi phải ở trong thế giới dưới lòng đất với tư cách là một hoàng hậu của sự chết chóc, để làm tôi mọi cho những kẻ sa ngã và quan tâm chăm sóc họ như những đứa trẻ của chính bản thân mình. Persephone, tôi đề nghị bà hãy cho tôi gặp con gái của tôi. Sẽ như anh mong cầu. Nếu Calliope là thứ mà anh mong muốn được gặp thực tâm, tôi có thể giúp anh. Nhưng có lời cảnh báo đây, bóng ma của sờ pa tan, thế giới của loài người sẽ phải chịu đau khổ bởi vì sự lựa chọn của bản thân anh. Tôi cũng quan tâm ít tới thế giới rồi và nó cũng đang chịu đau khổ rồi. Con bé đâu? Nếu như anh muốn gặp lại con gái của mình, anh phải trở thành thứ xứng đáng với Elysium. Hãy vứt vũ khí của mình vào cây Forsaken và để nó giải phóng những thứ độc ác từ quá khứ của anh. Chỉ khi đó anh mới có thể giải thoát khỏi những tội lỗi của bản thân. Và từ đó cánh cổng thần thánh này sẽ mở một lối để đi qua. Làm tốt lắm cờ ra tốt. Hãy bước qua cánh cổng dịch chuyển để đi tìm người anh muốn gặp đi nào. Calliope. Bố à. Con tôi. Tại sao bố lại bỏ đi à? Bố giờ ở đây rồi con gái. Và bố sẽ không bao giờ bỏ con nữa đâu. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều những điều thảm hại của con người qua hàng ngàn năm rồi. Và nó luôn luôn giống nhau. Chỉ lo cho bản thân trước khi lo lắng đến những người khác luôn luôn là một khuyết điểm của bản thân anh. Nhưng không sao cả, bây giờ thì anh sẽ phải phục vụ cho mục đích của tôi. Đã đến lúc tất cả những điều đó đến, trước khi tới lúc phải kết thúc. Những Titan sẽ hoàn thành xong vai trò của họ và kết thúc những gì tôi đã bắt đầu. Tôi đã thả Atlas. Bà sao? Bởi sự quyết định một phương án thảm hại từ chính bản thân anh, Atlas đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà tôi đã cử anh ta đi làm công việc đó. Với sức mạnh mặt trời trong tay của anh ta, nó duy nhất chỉ còn là thời gian thôi trước khi anh ta có thể phá hủy được cái trụ đang chống giữ cho cả thế giới này đây, và nó bao gồm cả đỉnh Olympus. Nhưng tại sao cơ chứ? Anh nghĩ sự lựa chọn của tôi là cưới một người đàn ông mà tôi không hề yêu sao? Sống một cuộc sống mà tôi chả được chọn lựa sao? Tôi đã bị phản bội bởi chính những vị thần đã từng coi tôi là của riêng họ. Nhưng không còn thế nữa. Một khi cái trụ đó bị phá hủy, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Và điều gì mà bà có được từ đó đây? Tôi sẽ có cho mình sự yên bình và được giải thoát khỏi thảm kịch đang còn hiện hữu ngay đây. Tôi sẽ chết, nhưng đó là sự lựa chọn của tôi. Bố ơi, có chuyện gì thế à? Con sợ lắm. Sự lựa chọn ích kỷ của anh khi chỉ mong được ở cùng con gái mình đã gây nên cho con gái anh sự hủy hoại rồi đấy. Không,
Cả Elysium cũng sụp đổ cờ ra tốt à, con bé cũng sẽ chết thôi. Không, tôi sẽ không để cho những vị thần mang con bé đi khỏi tôi một lần nữa đâu. Bố ơi, sự lựa chọn đã quá rõ ràng với anh ta, tuy nhiên vẫn còn đó một việc khó có thể làm. Ở lại với con gái của mình đồng nghĩa với sự kết thúc của thế giới và dấu chấm hết của con bé. Để ngăn cản Persephone và Atlas thì đồng nghĩa với việc phải bỏ rơi chính con gái mình mãi mãi. Với sự căm thù và phẫn nộ dành cho những vị thần trở nên càng lúc càng mạnh hơn, anh ta nhận ra rằng có một việc cần phải làm. Bố ơi làm ơn. Làm ơn đừng mà. Father! Bố à. Father, no! Bố ơi đừng làm thế mà. Cờ ra tốt sớm nhận ra rằng đó chính là những gì anh có được ở thế giới loài người. Anh ta bị lạc lối trong sức mạnh. Anh ta cần phải trở lại thành một con quái vật mà bản thân đã từng. Nếu như anh ta muốn đánh bại được Persephone, một lần nữa cần phải trở lại thành một bóng ma của Sờ Pa Ra. Nếu như anh ta muốn cứu con của mình, cần phải hy sinh mạng sống của bản thân mình cho con bé, để điều đó có thể giúp con bé sống sót. Không, bố ơi, không.
Ở tại thời điểm đó, Kratos biết rằng số phận của anh ta là không thể cùng Calliope. Số phận không bao giờ kiểu như vậy. Spartan, chính cho sự tận diệt. Rồi đấy. Chết đi sợ ba tan. Hãy đi tới chỗ con bé đi. Ở bên con bé đi. Hãy bỏ thế giới này lại phía sau đi. Atlas!
không bao giờ ngăn được ta đâu. Số phận của mình đi đồ con người. Người ngu ngốc. Sự giày vò của ngươi sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Bóng ma của Sờ Ba Tan. Ngươi tin rằng đỉnh Olympian sẽ giúp ngươi nhiều. Nhưng câu hỏi này giờ những vị thần của mày đâu rồi, Kratos? Tại sao chúng không tới giúp đỡ mày khi bạn? Tôi không cần sự giúp đỡ từ những vị thần. Nhưng con đường mà tôi đi giờ đã rõ ràng với tôi hơn rồi. Tôi sẽ phục vụ cho họ. Và họ sẽ phải giữ lời hứa về việc giải thoát tôi khỏi quá khứ của chính bản thân mình. Tao hỏi mày một câu đây, Sợ Hoa Tan. Điều gì tốt đẹp khi có một lời hứa hẹn từ đỉnh Olympian thế? Đó là tất cả những gì tôi có, Atlas à. Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa thôi, Sợ Hoa Tan. Số phận đã định sẵn như vậy.
Tới ngày đó, mày sẽ phải hối hận với những gì mà đã gây ra ở đây vào ngày hôm nay. Atlas hùng mạnh đã bị bỏ lại cùng những tiền tích, bị nguyền rủa mãi mãi rằng phải giữ thế giới trên đôi vai của ông ta, bị sự ăn năn mà thậm chí bản thân của Đức cũng đã đặt lên trên người những Titan. Số phận của Atlas đã bị phong ấn, và nữ thần Persephone đã không còn nữa. Kratos đã cứu nhân loại, nhưng nó là vấn đề không mấy bận tâm đối với anh ta. Anh ta làm việc đó chỉ bởi vì con gái của anh ta. Anh ta đã phải bỏ lại người duy nhất mà anh ta quan tâm chăm sóc. Đó là những thứ mà anh ta đã tìm kiếm rất lâu và cuối cùng đã tìm thấy. Nhưng tới lúc này thì nó đã vĩnh viễn biến mất. Mặt trời Chariot lại mọc lên cao trên bầu trời, và sức mạnh của Helios lại rạng ngời một lần nữa trên thế giới. Morpheus đã phải rút lui và trở lại với bóng tối. Kratos đã đạt được một chút thỏa mãn từ chiến thắng của bản thân. Với nhiều năm còn làm nô lệ ở phía trước, anh ta cần phải đối đầu với quá khứ của chính mình và đấu tranh để giành lại bản năng con người mà anh ta đã mất vào cái ngày mà bóng tối thần thoại được sinh ra. We'll be right back.
số phận thảm khốc của những trận chiến không ngừng nghỉ cuối cùng cũng bắt kịp anh ta. Cờ ra tốt đang rơi ra từ cha tri óc xuống dưới trái đất. Có phải sự hy sinh này là thứ phải chịu đựng quá nhiều hay không? Thậm chí nó là đối với một người đàn ông được biết tới là bóng ma của Sờ Pa Tan. Lại một lần nữa hắn phục vụ cho chúng ta rất tốt đấy, Athena. Hắn là một con người đáng để chú ý. Hắn yếu lắm, chúng ta có nên giúp hắn không? Hắn sẽ sống thôi. Hắn phải thế.